tình của các em anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. 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 Em thì không có nghi, nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc bê đê á, thấy nó ẻo, thấy nó diện quá. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung, hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có làm sao. Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Có đi mưa rồi em nghĩ chắc cái quán cà phê thì không. Bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp đời trai. Chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cũng như chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em là Nguyễn Thái Hòa, em 29 tuổi, đang làm nhân viên về mảng quảng cáo cũng như là MC bên tiệc cưới. Thế còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và các vị khán giả. Em là Bà Nái Liên, năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai em cưới nhau bao lâu rồi? Tới bây giờ là khoảng 7 tháng lẻ 4 ngày. Mối tình của các em anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. 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 Vậy thì hãy kể cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Yeah, em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tìm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok mình cũng đợi. Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô, đang chuẩn bị tạo thế mình đưa máy lên đó thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Là thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn em. Mấy kiểu mình kiểu nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự không vui quá. Cũng đi với nhau suốt một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao, rồi nó mà xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu như cái người em thích á, là con gái hơi giỏng giỏng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi tươi, thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? À không, anh đưa cho em xong anh đâu có đưa khoe là mình chụp đẹp đâu... cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm, gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình rồi. Gửi cho bạn hình thôi. Em không có xin tại vì em không thích mà quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện, cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn. Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hôn hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á. Sợ cũng là gái nhiều lắm cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng nói 2 lần rồi. Lần thứ hai á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ. Em thấy cũng được rồi. Em cũng thấy là ok thôi mình quen thử đi. Ai biết chắc là cũng 2 tháng 3 tháng gì thôi à. Nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em đồng phẳng lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á, là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm, thì em có nghi ngờ gì về anh không? Em thì không có nghi, nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc bê đê á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình nữ. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung, hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có... Làm sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng... Rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Rồi em đứng kinh xíu. Cái nỗi uất ức của em cái bộ đó. Đang nằm bình thường coi tivi, cái bay vô em hết hồn vía.
thì cái hung 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 cái mình cũng làm theo, trong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung mà gọi là hung thính á, vậy đó. Thử xem là có phải là những người có ham mê đâu, ham mê lúc đầu rồi dĩ nhiên là rất là mê cái sạn rồi này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là không có gì hết. Không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì vẫn đi chơi bình thường. Ba ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để mà không người ta nghĩ mình gì vậy chị. Rồi chừng nào mới thiệt. Đó. Thiệt á, không nhớ lần đầu tiên. Không nhớ nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là sao có lần đó. Lúc mà mưa. Dạ. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa rồi em nghĩ chắc có chắc cái quán cà phê thì không. Bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp lời trai. Ủa thiệt luôn hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không? Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi con trai vô nó khác, con trai nó biết gì đó. Chứ em sao em bị ai cướp? Bây giờ là cưới nhau về có nghĩa tật xấu đó có lòi ra không? Nó nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ví cái nào như em kể là thích thả bơm theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói lâu lâu tay lạnh á áp vô bụng em, áp vô người em, nói là người em nóng lắm anh áp vô cho nó ấm. Mà đó, mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa mình giật mình. Rồi lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thế? Lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Ừ. Thôi cũng vậy thôi. Cái gì xấu xí thì cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Đó là tật xấu đó. Tật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra nhắc, 12 giờ em ra nhắc, 1 giờ em ra nhắc. Cái mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua, đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Ông chơi game gì vậy? Chơi Mario hái nắm. Chơi Liên Quân. Cái Liên Quân là dễ sợ lắm á. Ôi, còn tật gì không? Hợp đảng trí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote với ổng. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất giá trị lớn. Cái đồ đúng không? Mất máy ảnh á. Ở người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có, nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biếng không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói, ổng làm thì ổng nói. Ừ, làm là cái mà nói quá. Nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi. Em đi xếp đồ thì ổng bao nhiêu lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó. Anh xếp đồ cho em rồi đó. Em đi lên giặt đồ đi. Còn tật xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày, mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày. Khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ thì đem nguyên đống đồ giặt luôn. Giặt chân giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiêu đó thôi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nồng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ một xíu đi. Ba nghỉ về ba ngồi ba bấm điện thoại đâu ba cái tiếng, có khi hơn 2 tiếng. Cái em đi làm gì làm đi, xong cứ ngồi bấm hoài. Tôi mệt tôi nằm đi ông, sao ông lúc ông bấm ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nạnh vợ đúng không? Nạnh vợ đúng không? Ông làm đi. Rồi em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ nhưng mà hết làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z. Ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà bá rị mọ như vậy thì cái ngàn năm mới một lần. Ví dụ như là Tết gì rồi bá ngồi bá trà cái toilet nó 4 tiếng đồng hồ. Bá trà mà cái domino nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em không chưa, để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong mà vô trời ơi, nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi, còn những khác là em làm hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa, đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im. Chọn rất là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói, ổng còn nói nhiều hơn em nữa. Em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok, có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này, để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chồng rất là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mình không được cái đập
đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Dạ, kiên nhẫn với lại đừng có... Tập trung là chắc chắn sẽ kiên nhẫn. Có nổi nóng quá, cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biếng không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á, chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á, đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á, là một cái năm cực kỳ gian truân luôn. Để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình, hòa nhất với cái tôi bên kia và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa, anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á, mình nương. Ngược lại người chồng cũng như vậy. Yeah. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết. Chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ làm, trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì người ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không. Vượt qua cái 3 năm đầu tiên, cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Yeah. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á, nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên, ổng la hay ổng làm gì được không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không, ảnh không thể nào ảnh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu tìm được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau và hạnh phúc mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh xin cho biết là anh tên gì, nhà nó đồng làm bao nhiêu tuổi, là năm nay anh hai trời hai ơi, là... em làm gì vậy? Introduce about yourself, what's your name? Trời ơi. Anh ấy không phải là người Việt không, Nam không phải người Việt Nam. Anh là người Sinh hả? Anh biết nói tiếng Việt chút xíu. Anh có thể giới thiệu về mình. Tôi tên là Hồ Di Minh. Hồ Di Minh. Tôi là người Sinh. Người Sinh. Tôi sống ở Việt Nam 14 năm, biết tiếng Việt chút chút. Anh được bao nhiêu cái xuân xanh? 48 tuổi. 48 tuổi. Còn em? Em tên là Vi, em 28 tuổi. Vì em không có làm gì hết. Hồi đó thì mới du học về thì em làm cho công ty của Mỹ. Từ ngày bị lừa gạt thì ở nhà luôn. Vậy đó hả? Nhưng mà quan trọng là ai lừa ai? Ở đây là gái một con, ở đây là con trai tôm mới lớn. Ở đây là người lớn tuổi, đây người nhỏ tuổi, nên không biết ai gạt ai hết á. Tức là em thua ảnh tới 20 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì anh Minh với Vi là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? A friend introduce. Bạn ảnh giới thiệu em. Yeah. Và cái ấn tượng của anh nhìn thấy cô gái này là ra sao? First time I see her, of course she's beautiful. Yeah. And I feel that she's a nice girl, kind girl. Nice girl. Anh nói là em nhìn em dễ thương, với lại giống như là con gái tốt, có trái tim tốt vậy đó. Trước khi bây giờ mình tiếp tục câu chuyện thì anh muốn hỏi là khi mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, là em gợi ý cho chồng em tham gia chương trình này, hay là chồng em đã biết cái chương trình Vợ Chồng Son này rồi? Em coi trên YouTube với Facebook á, em thấy xong em đưa ông xã coi, ông xã em hiểu, ông xã em cũng cười. Anh có thích không? I think the program is very funny. Yes, cái chương trình này rất là vui. So happy. So I think we also for us. My wife and me. Because we just got married, so I think it is good for us to have a memorable. Anh nói về cái chương trình này thì em với anh mới lấy nhau, nên cái chương trình này có sẽ là kinh nghiệm bổ ích cho em với anh. Và còn một điều nữa, anh thích cái điều gì nhất trong chương trình Vợ Chồng Son này? I think this program the most appropriate for us because we are husband and wife, we newly married, so this I think suitable for us to participate. Anh nói cái chương trình này là anh thích ví dụ như là sự liên kết giữa hai vợ chồng. Tại vì mới cưới thì đâu có hiểu nhau nhiều, mà qua chương trình thì có thể là sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mà chị hỏi nè, em có nghĩa là em là gái một con rồi. Dạ. Chị chưa hiểu lắm là tại vì em nói em học xong nè, đúng không? Rồi em về em làm cho công ty của Mỹ. Dạ. Vậy thì cái đứa nhỏ đó sinh ra trong hoàn cảnh nào? Đó là cũng tham vui, xong rồi có bầu. Xong rồi về nhà, xong rồi mẹ em đùm bọc em.
Xong rồi mẹ em nói á, bây giờ mày làm mẹ của người ta rồi. Ừ. Mày phải sống sao đừng có mà cho con mày ngẩng đầu lên. Ừ. Cái mẹ em mới cho tiền em đi qua xin du học. Ừ, em xin em học được 2-3 năm, em về em làm cho công ty của Mỹ á. Rồi em lại được năm em gặp anh này. Ồ, nhưng mà lúc đó khi em đi thì cái đứa nhỏ là ai, ai chăm? Mẹ em chăm. Ồ, vậy hả? Mà nhiều lúc em ở sinh em nhớ con á. Em muốn nhảy lầu tự vẫn đó chị. Mà mẹ em biết á, mẹ em phải tham, mẹ em kêu con em là gọi mẹ đi. Em thương con em ráng học. Em về, em đi làm. Như vậy là con em nó được mấy tuổi rồi? Em được 5 tuổi rồi. Như là em đã vượt qua được một cái quãng thời gian mà khó khăn nhất rồi đúng không? Ừ. Và đúng là ông trời thương em, ông trời cho em gặp chồng em bây giờ. À, khi mà anh gặp Vi và anh biết về Vi, anh hiểu về hoàn cảnh của Vi thì anh lúc đó như thế nào? I know she's a single mom. Single mom. I also see the son. Yeah. When I meet her, mm-hmm. you know, before we get married, mm-hmm. so the son is very cute, you know, very smart, yeah. you know, and we can get along not only with my wife and also I mean before we get married, I can get along with her and even the son also. Trước khi anh cưới em là anh tụi em có thời gian sống với nhau với con em luôn. Ảnh với con em hòa hợp lắm. Con em thương ảnh hơn là thương em. Con em lần đầu tiên biết viết chữ là viết chữ ba Minh chứ không có viết chữ mẹ. Ba đi làm về ba mệt quá, ba nghỉ đi để mẹ dạy con học. Rồi bây giờ là em với ảnh đã có đứa con nào mới chưa? Giờ em có đứa con gái 5 tháng. Chúc mừng em. Người ta nói là qua cơn bỉ cực tới thời Thái Lai. Anh Min, khi mà quyết định cưới Vi thì có khó khăn gì trong cuộc sống của anh không? You know, when we first hear that, you know, we have a baby, then we get married, you know. Yeah. I'm happy because I think it is time to get married. I'm not young. Anh rất là vui tại vì đúng là thời điểm là anh muốn đám cưới tại vì anh không có còn trẻ nữa. But of course we also must change the lifestyle. Yes. Tụi em phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống, cách sống. Không có một mình, phải một gia đình rồi. Đúng rồi. Anh nói tiếng Việt đi, anh nói tiếng Việt dễ thương lắm. Yes. Em bên gia đình em vui không? Mẹ vui Mẹ em thì vui tại vì em có chồng mà chồng em tốt mà hả mấy người hàng xóm nói gì người ta nói em nhỏ này xấu vậy nè, gái một con vậy nè mà sao lấy được mày ngon quá vậy. Xong rồi nói xong còn quay qua nói còn có người nói sao ôi chồng nó là mấy thằng chạy taxi ở bên Singapore không ai lấy thì mới qua đây lấy vợ Việt Nam nói vậy á. Cái em nghe cũng cười thôi rồi từ đó đến giờ vậy đó. Thực ra là như vậy nè, chị nói thật là những cái gì của mình nó sẽ là của mình. Dư luận nó chỉ là một cái điểm xuyết để cho cuộc sống của mình thú nói vị hơn thôi. Ham tiền của ông này lấy ông này mà tính em á, em rất là rõ ràng, ảnh cho em tiền em cũng không xài. Đi du lịch á, mỗi lần mà ảnh đưa cho em á 1-2 ngàn đô, 2-3 ngàn đô, ảnh đi họp buổi sáng rồi để em xài á. Em đi siêu thị em mua chai nước, em mua cái bịch khăn giấy em cũng giữ lại hóa đơn, em về em đưa cho ảnh tiền thối thì em đưa cho ảnh hết. Đến bây giờ vẫn vậy, em không có tham giặt mấy cái đó. Tiền rồi hóa đơn em xài bao nhiêu em gửi lại cho ảnh. Anytime you give for me the money, I also give back for you. Tham giặc mấy cái đó. Không, thật ra chị nói nghe, có khi nào mà vì cái lý do đó mà em muốn thông qua chương trình để cho những người đó hiểu rằng là em đến với ảnh không phải vì tiền mà vì tình cảm không? Có, em cũng muốn thông qua chương trình là ảnh lấy em là vợ trẻ nhưng mà ảnh lấy em phải vì nhan sắc. Mà em lấy anh cũng không phải về tiền nữa. Tại vì em đến với ảnh là em thương ảnh lắm. Tại vì ảnh là lần đầu tiên em nấu cơm cho ảnh ăn á, mà ảnh nhìn em đắm đuối lắm. Sau đó em hỏi sao anh nhìn em thì ảnh nói là mười mấy năm rồi không có ai nấu cơm cho anh ăn á, từ ngày mẹ em mất tới giờ mà mẹ em mất mười mấy năm rồi. Thật ra vậy nè, sau khi chị tiếp xúc với vợ chồng em rồi á, chị thấy một điều như vậy nè, nếu như những ai xem cái chương trình này họ sẽ hiểu rằng á, giữa em với ảnh đó là một cái mối tình quá đẹp. Chị nói thiệt, rất là đẹp. Tại vì qua cái cách nói chuyện của ảnh, chị thấy ảnh yêu em rõ ràng. Yêu mà yêu, say yêu đắm yêu mà thấy thương luôn. Mà em, ngược lại em cũng như vậy. Và thực ra nhìn em với ảnh rất là xứng. Không hề có cái chuyện mà chênh lệch tuổi tác. hiểu. nhưng mà hồi nãy giờ cái gì mà nói tốt hiểu. Nói chung là anh ấy nói chung. Nói chung nếu mà khen ảnh thì anh hiểu hết á. Hiểu chút chút. Hiểu chút chút phải không? Bây giờ hỏi cái này nó hiểu không nè. Vi có ghen không? Có. Có. Dữ không? Dữ không? Nhiều không? Chút chút.
Em nghe sao đâu quý vị. Ngủ chưa, cái em lục điện thoại em thấy nhắn tin với vợ cũ á. Em thấy vậy em rồi chia tay, thì chia tay. Xong rồi em về nhà bắt đầu nhắn tin chụp hình mấy cái chậu hoa em trồng á. Này nọ, em ơi em đừng có đẩy em xuống vực sâu, em thay đổi cuộc đời của anh. Em làm cuộc đời anh có sắc màu, nói chung nhắn tin nhiều lắm. Mà em biết là em yêu ảnh, nên thành ra hai đứa quay lại. Vậy cũng như là ông có xin lỗi cái là quay lại liền đó phải không? Rồi, Vy và anh Minh là lấy nhau cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ một năm. Một năm. Ồ, đúng là vợ chồng son. Yêu cặp rồi. Để chị hỏi thêm một câu này nữa nè. Khi mà anh có con của anh á, thì anh có thấy là anh thương con của anh hơn là con của Vy không? I love the hai con. The same. The hai con đúng. Really? Yes. I believe you. Yes. Anh dạy con theo kiểu Việt Nam hay kiểu Singapore? Không biết Vietnamese style, but I teach I think what myself. Yeah. I try to teach let him understand con hiểu tại sao con phải học tiếng Anh. Không học là đi đâu? Không học. Bán vé số. Bán vé số. Vậy bây giờ anh kể tật xấu của vợ anh bằng tiếng Việt được không? Vì cũng càng. Ghen. The first. Second. One only. No. Chỉ có duy nhất một cái thôi. Có một. Really? Only. Trời ơi, em hạnh phúc. Có nghĩa là em không ghen nữa là coi như là em hoàn hảo rồi, perfect luôn đó. Cái còn anh Minh có gì? Chồng em là sau cưới em, chồng em thay đổi về mặt tốt lắm. Ngày xưa chồng em hút thuốc, bây giờ bỏ hút thuốc, bỏ một cái rập, no smoking, không uống rượu, không uống bia, không đi chơi khuya, đi làm tới 7 giờ về. Muốn hỏi anh một câu nữa nè, anh thấy phụ nữ Việt Nam thế nào? Phụ nữ Việt Nam là hard working là phụ nữ Việt Nam mình cực chịu cực ha. Because I have a lot of my colleague working, the lady very hard working, and they care about family a lot. Quan tâm tới gia đình, chăm sóc gia đình. And they also a lot of them, you know, they have family, they work. And they rush home to cook. Also, I think they are vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, vừa take nấu ăn. Take care of family a lot. Đủ thứ hết chứ. Nếu mà kiếp sau, ông trời cho anh lấy vợ lần nữa, anh có lấy vợ Việt Nam nữa không? Yeah. Okay. Yes, of course, if I can. Yes. Quý vị thấy rõ ràng là với cặp vợ chồng này á, là một người phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông nước ngoài. Và Vy đã làm cho cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đẹp, rất là đẹp trong mắt của cái người đàn ông nước ngoài này. Thì trước hết là phải cảm ơn em về cái điều đó. Và rất mong rằng á, nếu những cô gái Việt Nam nào mà có chồng nước ngoài á, thì cũng sẽ làm được cái điều như Vy. Có nghĩa là để cái người đàn ông nước ngoài họ nhìn con gái Việt Nam mình ở những cái góc cạnh rất đẹp. Và sẽ chúc cho tất cả các cặp vợ chồng như các bạn á, có một cuộc sống hạnh phúc và đẹp như cặp vợ chồng này. Và bây giờ là cổ vũ bằng một tràng pháo tay thiệt là lớn đi quý vị. Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Là năm nay 40. 2 tuổi. 2 tuổi. Vâng. Rồi. Công việc chính của mình hiện tại bây giờ là ở ngoài Quảng Ninh hay là ở trong này? Em ở Quảng Ninh ạ. Bọn em ở Quảng Ninh. À. Vâng. Hai vợ chồng ở Quảng Ninh rồi bay vào trong này để ghi hình chương trình. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều chị lắm nha. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Vì là nói chung là cái bình nói chung là kiểu dân ngoài đấy ấy, thì nói chung không liên quan trực tiếp thì sẽ liên quan gián tiếp đến ngành mỏ nói chung. Ngành mỏ. Không làm cái này thì cũng làm cái kia liên quan tới mỏ. Đúng rồi. Tại vì là một cái mỏ nó hoạt động thì có rất nhiều cái công tác phụ trợ để cái mỏ nó có thể hoạt động đấy. Rồi em em tên là Phùng Dung ạ. Em hiện tại bây giờ thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Thương hiệu của em thì cũng mới gần đây thì em mới có làm thương hiệu riêng. Tức là về gì, về dạ, da hay là về tóc hay là về da, về mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Năm nay là em 35 tuổi. 35. Hai chồng hơn nhau cái tuổi này cũng cân xứng ha. Dạ. Đó, hơn nửa con giáp chút xíu. 6 tuổi ạ. 6 tuổi là nửa con giáp ha. Nửa con giáp, dạ. Rồi sao nè? Sao gặp gỡ nhau hai đứa? Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Mỹ phẩm hình như là mới làm đây thôi đúng không? Dạ. Trước đây thì là em học dược.
trước đây thì em học dược, nhưng mà thực ra thì như em ấy thì không có được bố mẹ, nghĩa là bố mẹ ấy không có nền tảng kinh tế nhiều. Thì sau khi em học dược xong á, thì lúc đó thì cũng có cô em có nói là bây giờ học xong rồi thì đi về làm ở công ty, làm một cái công ty dược ở gần nhà. Thì lương nó vào đâu đó khoảng tầm gần 3 triệu. Thì em nghe thấy cái mức lương đấy và phải ở xa nhà thì em cảm thấy là chắc là mình không thể đủ sống được. Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Thì khi đó thì chồng em, nghĩa là tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á, thì chồng em là khách hàng. Tức là anh đi đến quen cắt tóc, dạ, đúng không? Dạ. Rồi là em là người cắt cho ảnh. Dạ. Đó, và thế là chuẩn luôn nó chị. Cắt khéo không em? Cắt khéo không? Cắt được, ok chị ạ. Lần đầu tiên tới đó luôn hay là em đã tới nhiều lần rồi anh em trồng cây silico này? Không, tại vì là trước đây là em đi làm thì em đi qua đấy, đi qua cửa hàng. Thì là em ý là có biết là cửa hàng này là của ai đó chẳng hạn đấy. Là ý là mình biết trước đó rồi. Sau đó là mình vào như một khách hàng bình thường đấy. Tức là có để ý rồi đúng không? Tức là để ý đấy là tại vì để ý đấy là có quán tóc như thế thôi. Là vô tình tới để cắt tóc thôi, mục đích tới là cắt tóc chứ không phải là biết là vợ mình đã làm ở trong đó. Rồi vô tình là bạn này ra cắt cho mình. Rồi lúc bé nó cắt tóc cho em thì lúc đó em mới để ý. Vâng. Đem kể coi lúc có đó hài sao? Lòng không? có ạ. Tại vì là vợ em ngày đấy là chủ quán ở cửa hàng thì ở gần cổng trường phổ thông đấy, trường cấp 3 thì là khách hàng các bạn trẻ tin thì là cũng phải tương đối ổn thì mới có cái tệp khách hàng như thế. Thế là coi như em gặp, nhưng mà đến lúc bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không? Hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Coi như là gặp gỡ đầu tiên là cảm tình đúng không? Lần đầu tiên gặp là anh đã bắt đầu thích bạn rồi. Không, nhưng cũng mà, có sơ sơ. Nhưng mà không dám, nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. Mãi mấy ngày, 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện, nhắn tin cho em. Thì nghĩa là sau đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại á. Sau 3-4 ngày sau sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Kiểu đi qua thì mình ngày đấy là đi xe máy đi làm qua thì nhìn thoáng thoáng đấy chị ạ. Thì là không nhớ hết được ngay. Anh làm cũng chiến lược mỗi ngày nhớ 2 số. Đúng không? 4 ngày là 8 số. Ủa mà tại sao anh không ngừng hẳn luôn anh nhìn số điện thoại? Hay là anh sợ là gặp cô bé này rồi mình lại mất cũng không hẳn là sợ mà là kiểu là cũng nhìn xong là không nhớ lần đầu không nhớ được thì thôi lại nhìn lần hai kiểu thế. Đến khi mà nhớ được xong mà mới quyết tâm là nhắn tin thì mới là nhắn tin ạ. Có những người ngộ lắm, nhiều khi đó là các bạn bên mỏ đó họ có một cái kiểu yêu như vậy đó, nuôi cảm xúc các em. Thế nó cứ phải để dành cái cảm xúc đó, đừng có cho nó bung ra vội. Đó, cứ kiểu là nhấm từ từ cái cảm xúc đó, nay đi qua một chút đó, giữ cái thăng bằng vậy đó. Còn em thì sao, lúc mà em cắt tóc cho anh, em đã thích anh liền chưa, hay là phải anh phải tán tỉnh một thời gian rất lâu thì mới đổ? Lúc đó coi anh như là một khách hàng bình thường y chang như những người khác. Vâng, tại vì lúc đấy thì cũng chồng em thì bình thường không có hay nói đâu, thế là lúc đấy em cũng không có ấn tượng gì nhiều với chồng em cũng không nhớ được. Không nhớ được cho đến khi mãi cho đến khi làm quen thì dần dần gặp nhau thì em mới có ấn tượng. Tức là sau khi anh điện thoại cho em đó. Dạ. Anh điện thoại anh nói cái gì? Không, lúc đấy chỉ có nhắn tin làm quen bình thường thôi ạ. Thì đầu tiên cái câu đầu tiên cái cuộc điện thoại đầu tiên mà anh điện cho em là anh nói cái gì? Bây giờ thì mười mấy năm rồi thì chắc là em cũng quên rồi, nhưng mà hồi đấy thì không có nhắn mét Facebook hay là Zalo gì đâu, mà nhắn bằng số điện thoại bình thường ấy ạ. Vâng, thì chắc nhắn tin xin làm quen bình thường đấy ạ. Tại vì có những người khi mà họ yêu mà yêu dại khờ nhắn tin rất lẩm cẩm em ạ. Va với vẩn. Cái này thì chồng em còn có một cái tập câu chuyện đấy này là về sau khi yêu nhau ấy chị ạ. Đúng rồi ạ. Bây giờ chồng em nhắn tin dài nhiều lắm. Vâng. Dài lắm ấy ạ. Còn có nghĩa là ngày đấy á thì chồng em có bảo với em là sợ là thay máy điện thoại á thì nó sẽ không còn những cái tin nhắn mà nhắn tin hồi yêu nhau nữa, mà đến lúc giận nhau thì không còn chuyện, nghĩa là không nhớ được lúc đấy mình yêu nhau như thế nào nữa. Thế là chồng em có bằng cái tin nhắn mà số điện thoại bình thường ấy, hai người nhắn với nhau ấy, thì chồng em có in ra hơn 700 trang giấy. Đó. Là những cái tin nhắn mà hồi bọn em yêu nhau ấy ạ. Đó, em thấy không? Thế là bạn này thôi là yêu dại khờ và yêu rất là chân thành. Là cho nó thấm từ từ.
đúng không? Từ cái cách mà đó, một ngày nhớ hai số thôi, không cần nhớ nhiều, rồi kệ cứ để đi. Đáng lý là người ta phải điện thoại liền, nhưng không kệ, cứ nuôi cái cảm xúc đó đi. Cái nào đủ rồi bắt đầu ha. Dạ. Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình, bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. 2-3 tháng gì đó. Rồi có lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Thì lần... là cũng anh là người chủ động. Vâng. Đợt đấy là em ở cũng không hẳn là hẹn hò mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy, nói chuyện trực tiếp đấy chị ạ. Thì là em đợt đấy em đang ở nhà chị gái em, thì em có mời em có ý là rủ dê bạn ấy xuống đấy chơi thôi, xuống đấy nói chuyện thôi. Em cũng không nhớ là lần đầu tiên gặp nhau là ở đấy luôn. Tức là bé này á, trong lúc coi như là công việc nhiều quá, bé này hiện giờ là đang rất bận rộn nè, trong đầu bây giờ nhớ mỹ phẩm tên gì thôi, chứ còn cái chuyện yêu đương nhiều. Yêu đương là quên rồi. Hôm nay nó cũng lâu rồi á chị ạ, nên là nhiều khi mình cũng không nhớ được nó chi tiết như nào ấy. Không, nhưng mà sâu đậm là vẫn nhớ nha. Em hỏi chị đi, chị kể cho nghe. Em qua đây em ngồi em hỏi chị đi. Không, tại vì là câu chuyện của em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn là cái thời điểm yêu nhau. Bởi vì là có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Dạ, bây giờ mình vô nè, mình kể liền những cái thứ đó nè. Đúng. Khi mà cho đến bây giờ ấy thì... những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á, là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Dạ. Thì ngày đấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng có thể là mẹ em thì là muốn con dâu mình có một cái công việc gọi là ổn định á. Mà em thì lúc đấy thì em thì từ bé là em đã thích kinh doanh rồi. Là em cứ không làm việc, không làm nghề thì em sẽ buôn bán gì đó. Thì là mẹ chồng em chắc là có thể vì lý do đấy nên là không hài lòng lắm. Thì sau đó thì có không đồng ý cái chuyện của vợ chồng em. Và đến khi mấy năm sau vợ chồng em cưới nhau á, thì cũng là hai vợ chồng tự tổ chức. Đó. Thì đến bây giờ thì xem lại những cái ảnh cưới thì cũng không có mẹ chồng em ở trong đó. Vậy mà... đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái trong nhà như thế nào? Đã. Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là... rất là chăm sóc quý con dâu nhất nhà. Quý nhất nhà luôn. Dạ. Rất là chăm sóc vợ chồng em. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em, vậy thì lúc đó mẹ không đồng ý thì mẹ có nói lý do cho em nghe không? Theo em hiểu là mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Thế nên là các cụ ngày xưa cái tư tưởng cũ ngày xưa là cứ phải làm cơ quan nhà nước. Cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, xong rồi lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Vâng. Chứ ngày trước á, em biết các cụ ở ngoài Bắc á, là nhất là những cụ lớn tuổi rồi á, là những bạn mà như là buôn bán ngoài Bắc gọi là con buôn bán phe phẩy rồi đó. Cái kiểu vậy đó là các cụ không thích đâu, kiểu không ổn định đấy. Không ổn định á. Rồi như vậy là em, khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy á, thì khi không có mẹ không đồng ý á, và là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như nào? Ngày đấy cái đợt thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ. Thì là tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Rồi anh cũng phải đắn đo suy nghĩ mới quyết định cưới, mà trong cái tiệc cưới đó là không có bác gái nữa thì như thế nào? Chắc cũng phải khó khăn lắm đúng không? Mẹ có từ mặt không? Từ thì không phải là từ, nhưng mà nói chung là không, kiểu không nói chuyện ấy chị ạ. Tức là ngày cưới thì là họ hàng có, mẹ em lại không ở nhà vì kiểu để tránh mặt đấy. Không ở nhà, không, là mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. Tức là cụ mất lâu rồi. Ủa giờ em lúc đó sao? Lúc đó thì cái cảm giác của mình có bị buồn hay tổn thương hay cái gì không? Phải có chứ đúng không? Em thì cũng có, nhưng mà kiểu xác định rồi anh ạ. Thương chồng em quá. Cũng biết, vâng, em cũng biết là nếu mà không như thế thì cũng không có cách nào khác nữa. Thế nhưng bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em thì cũng rất là thương em. Thì bố mẹ em thì nghĩ là đấy là lựa chọn của em. Và hôm đó là ông bà vẫn có mặt đầy đủ. Dạ, vẫn có mặt đầy đủ. Và cũng thấy là cái quyết tâm của chồng em nữa. Đấy là em cảm thấy là, ý là may mà kiểu trong nhà có mỗi mẹ em như thế thì mình có thể vượt qua được ấy. Chứ ví dụ mà cả hai gia đình hoặc là
họ hàng, đó, anh chị em đấy, mà như còn thế khó khăn nữa thì lại mình lại càng khó khăn thêm. Đấy là còn có mỗi mình mẹ đấy. Đó, như thế thì cũng nói chung là bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi. Cụ ngoài 80. Vâng. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là 15 12 năm. Nãy em nói là 12 năm 12 đúng không? Năm. 15 năm là bạc đấy. À thì ạ. Ừ. Đám cưới bạc á. Ta làm cái đám cưới bạc đi. Nữa. Ừ. Dạ. Ui, cô yên tâm, cụ còn khỏe lắm. Mẹ chị là 84 tuổi, vừa mới sinh nhật cái đợt vừa rồi đây mà bà vẫn cứ phăng phăng đi bộ rồi tập yoga tất mọi thứ, yên tâm. 3 năm nữa ta làm cái đám cưới bạc. Đấy có cả con. À, tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Ồ. Vậy 12 hả? Năm rồi. Vâng. 12 năm rồi ạ. Ủa nhưng mà năm nay em mới có bao nhiêu? 38. Em mới có 35 thôi. Vâng. Ôi 35 mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Có đúng bác sĩ chưa? Nghĩa là có thể là kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Vẫn còn ok nha. Mình cái có đó biết là... được là do chồng hay do vợ không? Cho mỗi bên một tí. Mỗi bên một tí. Ai cũng có tí vấn đề. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Chắc chắn sau chương trình này á, chị nói nghe nè. Thực ra cái việc mà chữa hiếm muộn bây giờ nó không có khó nha. Chị nói thiệt. Cái chương trình của mình á, tại vì nay không anh Bin ảnh bận á, anh Quốc Thuận ảnh bận. Ảnh có quen một cái người bác sĩ chữa hiếm muộn rất là giỏi luôn. Rất là giỏi, bác sĩ về sản á. Như là mấy anh chị biên tập ở đây là có chắc có biết á. Em biết sao không? Chị sanh con bé Út, nhà chị năm chị 42 tuổi. Đó, chị Trịnh Kim Chi á là sanh cái bé Út của Trịnh Kim Chi là hình như là năm 46 tuổi á. Chứ không có ấy đâu, cho nên là em yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi, trời ơi, đừng hiện tại bây giờ em cũng biết một bác sĩ chị hiếm muộn và em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng bạn em tới đó rồi. Sao đây em giới thiệu? Cô Sông Hà. Cô, nhưng mà không biết là hai bạn, anh Bình với bạn ở đây ở ngoài Quảng Ninh thì có điều kiện để vào trong này để mà thăm khám liên tục không? Tại chị hiếm muộn không phải là một sớm một chiều. Đúng rồi. Nó phải có quá trình, phải theo dõi mọi chuyện như thế nào. Anh Hoàng Mèo với chị Đại Ngọc Trâm ngày xưa cũng rất là khó khăn trong chuyện có con. Và khi tới cô đã khám và cuối cùng hai vợ chồng. Cô canh hết tất cả mọi thứ. Bây giờ theo chị là như vậy đi. Em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi. Rồi em hứa là em sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ đó đến để mà cho hai bạn, cho anh Hiền. Không, thực sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc là anh biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thực sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm cái cảm giác có con. Và thôi bây giờ coi như là em thay mặt anh Bin, em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có bé Bi. Hy vọng là anh chị sẽ có bé Bi. Trong năm nay có kết quả càng tốt. Và nếu được có cơ hội á, thì một tí nữa anh em mình sẽ lấy số điện thoại nhau. Được thì em giới thiệu được cái gì em giới thiệu cái đó. Tại vì em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng hiếm muộn cũng gần cả chục năm. Và bây giờ bạn em đã có con và sanh đôi luôn nha. Đó, cho nên là yên tâm. Sanh đôi là kiểu nào mà IVF ấy? Không, tự nhiên. Sanh đôi xong rồi về đó có đà, bây giờ nó có đứa thứ ba, nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên, mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái tụ tinh trong ống nghiệm. Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Phải nói là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị thì chị nghĩ như vậy nha. Chị thì chị không có chúc, nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà phía Bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha, là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề nặng nề áp lực nặng nề vô cùng luôn.
Cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó. Thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô. Sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì áp lực của mình càng lớn. Em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao trong đầu chồng cũng nói, rồi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng, trời ơi, giái trời giái đất làm sao mà bữa nay ông trời, ông bà thương cho mình được đứa con. Thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa. Tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Đã áp lực. Chết rồi, sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu. Chết rồi. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có. Nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha. Thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa Út năm chị 42 tuổi. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Hạ chồng, làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi. Hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó, thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ mỗi lần, anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng một cái, sanh đôi, đương trai đương gái. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. Dính nhớ đó. Gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây, bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển qua chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này á, là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Cho tự nhiên nó ướt quá. Ra luôn đi, dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi, cô đã từng trị rất là nhiều cặp tiến muộn rồi. Cái đứa Út của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. À. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi, mình sẽ không thể nào mà cái độ sanh ra là nó sẽ rất yếu, mình nuôi nó rất là cực. À. Cho nên là chị làm cái phương pháp đó, mà chị nói thiệt với em, trời ơi con biết ngôi nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Bí ngô dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh, mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết. À, em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại bắt những thành phần ưu tú ra không? Đúng rồi, ưu tú hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó nha. Rồi. Để sau lưng em luôn. Để sau lưng, em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, ha, mong mỏi vợ mình ha, chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết. Để em nó nhẹ chị... lòng ra để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ đó. Chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời, đúng không? Không có hơi ít nói, không có chia sẻ với vợ, đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy.
Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ là chị. Có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Dạ, em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen hết. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng không đi làm, chiều về với vợ rồi chị ạ. Không có em gái mưa gái nắng gì luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao? Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì? Cứ nghĩ xấu đã không? Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả em chị? Nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không? Chồng em không dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nên là nó trải qua nhanh quá, em cũng không hiểu lý do, em cũng không biết quá trình nữa. Vậy hả? Rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì phải đây chị ạ. Đây đấy là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Tất cả đồ của em á. Chỉ có một cái duy nhất là hay dỗi. Không dỗi, thích chia sẻ nhiều. Không chia sẻ. Kiệm lời á, không chịu nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu. Em thử ví dụ coi. Có một cái em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì, tức là không đoán ý được em luôn á. Là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ, nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, nên mình nó không để trong đầu làm gì cả. Vậy em cảm thấy thế. Thôi vậy là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn ấy. Gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Một người phụ nữ mà không làm việc nhà thế chứ ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà chị? Em nói chị nghe coi. Không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh hả chị? Là nhiều việc quá đúng không? Thí dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc. Cũng có lúc rảnh nhưng mà trốn cái thói việc... quen cái thói quen đấy nào là thói quen rồi chị, là trốn việc luôn đó. Thói quen không làm việc nhà là đúng không? Kiểu từ nhỏ ấy. Đó, không phải từ nhỏ. Lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà, em cũng có phải làm đấy. Đấy. Nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi. Đấy lại nhưng cái là thế xong là... cái ngày một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ, bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ? Phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Thì tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đâu ạ, mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy tự cứ định hình sau thôi, đó để là em mặc định làm, cái mình không làm nữa. Em mặc định cái việc định đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh đó anh Vinh. Lau nhà, quét nhà hay cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống chân dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày, em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại.
Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không em làm đi, là có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Chồng em cứ nói xong rồi em quên. Điều có thể nhỉ? Là ngập nguội ra. Ừ. Có thể là ngập nguội ra ngay trước mắt đấy chị. Ừ. À, nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được rồi. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. À. Anh ơi sao nhà bẩn thế anh nhở? Thế sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Ừ, em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên. Đâu nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi đó, lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ấy, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao rất mà. Là lý do nha. Mình để xem ông chồng cũng ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Đó em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà bụt đi. Đó em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chứ chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Và... thế hai chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có. Chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi mà từ sau đó đến bây giờ là chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn. Dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn. Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là mạch gọi là nặng nề nhất á là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á thì như là anh này anh tức quá anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng ni, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao? Đợt mà vợ chuyển ra ngoài không biết. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em à kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển ở nhà ngoại, xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại vì em chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em sẽ là vợ em đi, vợ em tự chuyển ra đấy, xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không, hay là ở nhà mình không, rồi làm cái gì? Cũng không phải là xin lỗi mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy, xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không, còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao, em theo vợ em vậy đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi, ở ngoài thành phố, nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ. 12 năm hả, đúng không? 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi eo ơi cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở mà chẳng phải là vì cãi nhau đúng nữa rồi. Mà đi mình ra làm ăn. Rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi có như chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi, chết, không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng á, nó phải có hỉ nộ ái ố. Dạ. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà đập cửa, nhưng mà nó phải có những cái xung đột. Nó phải có những cái gọi là tranh luận. Không, những cái vẫn có chị ạ. Hỉ nộ ái ố giận hờn, bởi vì sao? Cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn. Hiểu nhau thực hơn. Sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60, 70 rồi á. Thực sự có những các cặp các cụ nha, 80 tuổi vẫn cãi nhau.
vẫn ăn em cãi nhau như thế, xong lại hòa, nhưng mà không có nhau là không ăn được, là phải chờ nhau về đã ăn. Đó thì theo chị nha, tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt hiền đi, tên hiền, thường cái tên là ngược lại đó em, rồi tên là, nhưng mà em là hiền thật, em tên hiền, em hiền thật em ạ. Em hơi giữ giữ tí đi, bữa nào ăn quá dọn nhà cho tôi. Em giữ giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi ấy, xong nó nhuận á, rồi tự nhiên nó ô ô chồng mình nay sao này ô đấy, thú vị lắm em lại không quen chị ạ. À, đấy cái không quen á nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta, mới mẻ, trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em, và chị không biết nói gì sao thôi, để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng nha, chứ hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị nhá. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Chúc lại lần nữa đi em. Rồi. Chúc năm sau. Trong năm sau. Báo tin. Trong năm nay hoặc năm sau báo tin vui là hai vợ chồng có baby. Dạ. Vậy là quá hạnh phúc rồi. Nha. Rồi bây giờ mình.